biết tìm ai để mà dần. Đêm này gặp nhau lần cuối, thương nhớ biết bao giờ nguôi. Các bạn thân mến, đối với những người yêu nhạc ở Việt Nam, chúng ta có rất nhiều gu khác nhau. Có những người thích những dòng nhạc thính phòng mang tính chất bác học, và có những người lại thích những dòng ca khúc cách mạng hào hùng, có những người lại thích những dòng nhạc trẻ sôi động mang tính thời sự thị hiếu. Và đặc biệt, phần lớn những người yêu nhạc ở Việt Nam đã dành một tình cảm vô cùng đặc biệt cho dòng nhạc trữ tình quê hương đằm thắm, đó là dòng nhạc bolero. Và để tìm được một cặp loa phù hợp với dòng nhạc bolero trên thị trường hiện nay không khó. Tuy nhiên, nó đòi hỏi quý vị và các bạn phải dày công. Chúng ta xác định được những cặp loa phù hợp với điều kiện kinh tế, phù hợp với túi tiền. Và đặc biệt, tôi nhấn mạnh đặc biệt, nó phải khơi gợi được cái không gian nghệ thuật trong những dòng nhạc mà chúng ta yêu thích. Ví dụ như quý vị và các bạn nghe những ca khúc bolero thường có âm hưởng buồn man mác, và thường nó sẽ gợi cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc trong trái tim. Nó gợi đến tình yêu đôi lứa, tình mẫu tử, tình yêu quê hương đất nước. Và các bạn thấy trên thị trường hiện nay có rất nhiều những dòng loa đến từ Anh Quốc, đến từ Mỹ, từ Nhật Bản, từ Canada, từ Pháp, mà tựu chung người ta gọi là loa Âu, loa Mỹ và loa Nhật. Thì các bạn thấy trước mắt các bạn là một trong những dòng sản phẩm tôi muốn tiếp thị để các bạn nghe những dòng nhạc trữ tình đằm thắm, êm ái. Và các bạn đang nhìn thấy cụ thể hơn, đó chính là cặp loa BVK7NT. Tôi nhắc lại là cặp loa BVK7NT của Anh Quốc, dòng loa 3 đường tiếng, được thiết kế với hình thức sang trọng bắt mắt, đem lại âm thanh cực kỳ ngọt ngào, êm ái, chính xác. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối gác, hãy gọi điện và nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Những bạn có Facebook vui lòng dùng tính năng theo dõi để cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp và trải nghiệm những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio của gia đình, hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Các bạn thân mến, đối với cặp loa trước mắt là cặp loa BVK7NT được sản xuất tại Anh Quốc. Dòng loa này có khả năng đánh bi dai và có khả năng đánh bi am. Các bạn có thể sử dụng các dòng âm ly của Acufei, các dòng âm ly của Marzahn, Luman, các dòng Telefunken, các dòng Zivok, các dòng Dinaco, Mark Intok, v.v. để phối ghép. Tức là dòng BVK là một trong những dòng loa không kén âm ly. Các bạn thấy đây là một trong những yếu tố được người yêu nhạc rất yêu mến ở khắp các quốc gia. Cặp loa này được thiết kế khá độc đáo. Các bạn nhìn thấy ở dưới cùng màu đen đó là một loa bass, và màu vàng đó chính là một loa chung. Và trên cùng các bạn nhìn thấy một chiếc loa chép được thiết kế tách biệt với thùng loa. Như vậy, trong quá trình hoạt động của loa bass và loa chung, các bạn thấy có rất nhiều hiện tượng sóng cộng hưởng trong lòng thùng và hiện tượng sóng đứng. Như vậy các bạn sẽ thấy là loa chép toàn bộ giải cao sẽ được bóc tách và không chịu sự tác động, tức là không bị sự chi phối bởi sóng âm đứng trong lòng thùng được gây ra bởi loa bass và loa chung, chắc chắn sẽ đem đến một giải cao rất là tí tách, êm ái và âm thanh cực kỳ chuẩn xác. Lát nữa tôi sẽ test âm để các bạn cùng thưởng thức. Ở clip này các bạn đang nhìn thấy tôi sử dụng một chiếc âm ly, đó là âm ly Acufei 305 có giá 45 triệu đồng, kết hợp với một đầu CD, đó là đầu CD Denon 1650GL bản Limited có giá 13 triệu đồng. Các bạn nhớ là đối với chiếc âm ly Acufei 305 và chiếc đầu CD Denon 1650GL này có hai hồi gỗ ở hai bên rất là sang trọng và size chiều ngang của nó bằng nhau. Và đặc biệt là ngoài việc xuất tín hiệu theo đường analog thông thường thì chiếc đầu CD này có khả năng xuất tín hiệu theo đường 3 chân, và âm ly cũng có khả năng đón nhận bằng đường 3 chân. Và tôi đang sử dụng một cặp dây 3 chân sản xuất tại Đức có giá 1 triệu 500 ngàn đồng mà các bạn đang nhìn thấy trước mắt. Và các bạn nhìn thấy bên tay trái đó là dây tín hiệu dẫn tín hiệu từ âm ly đi ra loa, và dây này nhập khẩu từ Đan Mạch, dây đồng có giá 500 ngàn đồng 1 mét dây tín hiệu. Và dây AV sản xuất tại Đức có giá 1 triệu 500 ngàn đồng. Các bạn nhớ tránh mua phải hàng fake có giá vài trăm ngàn đồng trên thị trường.
Cặp loa này có giá hơn 30 triệu đồng. Cụ thể hơn các bạn gọi cho tôi để biết thêm chi tiết, bởi ở thời điểm quay video có nhiều sản phẩm tôi không nhớ được chi tiết giá cụ thể. Các bạn thân mến, đây là một cặp loa màu Bordeaux rất là sang trọng. Nó có hai lỗ thông hơi, một lỗ thông hơi ở phía dưới trực diện chúng ta và sau lưng của nó là một lỗ thông hơi nữa. Như vậy các bạn thấy là chúng ta dễ dàng thích ứng bố trí với nhiều những căn phòng rộng hẹp và các bạn có thể đặt sát tường tùy ý của quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, bây giờ thì tôi sẽ cùng các bạn test âm. Các bạn nhớ đeo tai phone vào. Điều đó sẽ làm cho các bạn cảm nhận được tất cả những sự chuẩn xác và cái sự êm ái ngọt ngào. Người ta vẫn nói rằng nghe nhạc vàng thì đầu tiên phải là loa Anh, loa Mỹ, đó mới là loa Nhật. Các bạn nhớ nhé, đó là nghe nhạc vàng. Tuy nhiên thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều cái yếu tố, ví dụ điều kiện phòng ốc, vào gu nghe, vào túi tiền, vào cảm xúc của chính chúng ta nữa. Và bây giờ thì tôi mời các bạn cùng thưởng âm. Có ai thâu từng đêm trường